theo các chuyên gia của Israel cung cấp thông tin thì những sản phẩm nông sản của họ thì phải trải qua một quá trình sản xuất rất là nghiêm ngặt cũng như là kiểm định chất lượng do chính phủ Israel đề ra. Và trở lại với phần Talk ASEAN ngày hôm nay thì Nam Linh sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Vâng, xin cảm ơn chị Ngọc Trâm. Quý vị và các bạn thân mến, đến với phần Talk ASEAN ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu những vị khách mời sẽ tham dự với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên xin được giới thiệu bà Lee Singer-Sneer, Phó Đại sứ Đại sứ quán Israel tại Việt Nam. Vị khách mời thứ hai xin được giới thiệu chị Trần Thị Thu Hằng, Thạc sĩ nghiên cứu về phát triển thương hiệu nông sản của Việt Nam. Và cùng với đó thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu các bạn sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham dự với chương trình ASEAN Cộng của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước hết thì tôi có một câu hỏi dành cho các bạn sinh viên ạ. Nói về nông sản thì không biết là khi mà nhắc đến từ nông sản thì các bạn sẽ nghĩ rằng là sẽ có những sản phẩm gì? Và theo như các bạn biết thì như thế nào là nông sản sạch? Nhắc đến nông sản sạch thì hầu hết mọi người đều nghĩ đến ngay là sản phẩm từ nông nghiệp ạ. Và điển hình như là các loại rau củ quả, theo em sản phẩm sạch, tức là sản phẩm không sử dụng các chất thuốc trừ sâu hay là chất bảo vệ thực vật khi mà bán ra thị trường thì phải cách ly đủ ngày ạ. Nhà em thì là sản xuất rau an toàn và nhà em dùng rau an toàn hàng ngày nên em khá là yên tâm ạ. Vâng, thưa hai vị khách mời, vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe một ý kiến của một bạn sinh viên và trên thực tế thì gia đình bạn ấy cũng sản xuất các sản phẩm nông sản sạch. Vậy thì không biết là chị nghĩ như thế nào về ý kiến của bạn sinh viên vừa rồi ạ, thưa chị Hằng? Bạn thật là may mắn khi là bạn có một cái vườn rau sạch để có thể sử dụng và rất là yên tâm. Bởi vì vấn đề về nông sản sạch cũng là một cái vấn đề rất được quan tâm hiện nay. Việt Nam chúng ta cũng đang rất là mong muốn để có thể phát triển một nền nông nghiệp sạch với công nghệ cao để có thể vừa xuất khẩu vừa sản xuất trong nước và chúng ta yên tâm tiêu dùng. So what has motivated the desire to improve Israel the agriculture? Can you tell us about their current advantages and strength of Israel? So first of all is necessity. There is a famous phrase that we use in order to describe Israel because necessity creates innovation. Israel is a very dry country. 70% of our land is desert. Yeah. So we barely have water. Mm. All the time we suffer from drought. The second thing is that we don't have natural resources such as oil and gas. So everything we have to create on ourselves. We have to develop technology. Yeah. We always have to think international and we always have to think global. Yeah. Therefore, we have to stand on international standards. We are a very small market, only 8 million people. Therefore, we need to develop good technologies that will be met with other markets like Europe, Asia, the United States. So I think these are the three major facts. Vâng, theo chị Thu Hằng ạ, ở các nước ASEAN và đặc biệt là ở Việt Nam thì chúng ta đã có cái sự chú trọng như thế nào để phát triển các ngành nông nghiệp của chúng ta? Vâng, cũng xin cảm ơn bà đã nói về cái cách mà Israel xây dựng các cái quy chuẩn trong nông nghiệp. Thì hiện nay các nước ASEAN theo tôi biết và cũng như Việt Nam thì cũng cố gắng xây dựng một cái tiêu chuẩn, đó là cái tiêu chuẩn Global GAP. Thì cái tiêu chuẩn này khi mà đặt ra thì sẽ giúp cho các sản phẩm mà có thể xuất khẩu từ nước này sang nước khác. Khu vực châu Đông Nam Á là cái khu vực mà sản xuất nông nghiệp khá là lớn và cũng là một cái khu vực xuất khẩu rất là nhiều các mặt hàng nông sản. Chính vì vậy mà ví dụ như Thái Lan chẳng hạn, họ cũng có những cái quy chuẩn và họ cũng xuất khẩu được những cái mặt hàng, họ xây dựng được các mặt hàng chiến lược của họ. Thì Việt Nam cũng đang nằm trong một trong những cái nước mà có xuất khẩu thuộc dạng lớn trên thế giới. Có một có thậm chí có đến 10 mặt hàng là xuất khẩu một năm lên hàng tỷ đô la Mỹ. Theo tôi biết ở Việt Nam là bây giờ cũng bắt đầu chú trọng đến việc phân vùng để sản xuất. Cái việc phân vùng này nó sẽ giúp cho các sản phẩm đạt được các cái tiêu chí về
như Global GAP hay là các tiêu chí trong sản xuất nông sản. Và hay hơn nữa là nó sẽ giúp tập trung được vào cái vùng đó để xây dựng được cái thương hiệu cho cái sản phẩm nông sản tại khu vực đó. Và đấy là những cái mà hiện nay các nước ASEAN cũng như Việt Nam đang cố gắng để đạt tới, đặt ra cho mình những cái tiêu chuẩn nhất định để sản xuất được cái sản phẩm nông nghiệp có đủ tiêu chuẩn xuất khẩu và đủ tiêu chuẩn của quốc tế. Đất nước Israel là một cái đất nước mà không phải là quá là màu mỡ về đất đai đúng không ạ? Nhưng mà họ đã có những cái phương pháp để có thể cải thiện, đó là dùng các công nghệ hiện đại. Vậy thì theo chị là cái việc mà ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông sản thì có vai trò như thế nào trong cái việc mà sản xuất cũng như là kinh doanh mặt hàng nông sản ạ? Vì sao mà Israel rất thành công như bà phó đại sứ có nói, là cái thứ nhất là cái necessary, tức là cái sự cần thiết. Từ cái sự cần thiết nó sẽ sáng tạo ra những cái sáng tạo khác, và những cái sáng tạo đó chính là những cái công nghệ. Ví dụ như Israel có một cái vị trí địa lý không tốt. Họ có một khu vực rất là khô, thiếu nước. Và họ nghĩ ra những cái công nghệ như công nghệ nhỏ giọt. Ở Việt Nam hiện nay thì theo tôi được biết thì cũng chúng ta cũng đang cố gắng để áp dụng những cái công nghệ mới. Ví dụ như là vừa rồi trên báo đài TV cũng nói rất là nhiều về cái áp dụng công nghệ nhỏ giọt của Israel cho các cái khu vực miền Trung Tây Nguyên đợt nóng nóng vừa rồi, là cái công nghệ nhỏ giọt đã giúp ích rất là nhiều cho những cái trang trại mà sử dụng cái công nghệ đó, và giúp cho cái trang trại đó vẫn đang hoạt động bình thường, trong khi đó rất là nhiều các trang trại bị rơi vào tình trạng khô héo. Đấy là cái sự cần thiết. Từ sự cần thiết đấy chúng ta áp dụng công nghệ, và chúng ta có thể thành công nếu như chúng ta biết áp dụng phù hợp với điều kiện của địa lý của Việt Nam. I know that the examination of product quality in Israel is very strict. Who will control the qualities of this product, and what method are used to communicate products safety and quality to consumers? Okay, so first of all, the protocols have to be very, very clear. Yes. So we talk about legislation on the field of agriculture, we're talking about enforcement, and of course regulation. So the Israeli government put a great emphasis on this matter and the quality of agricultural products. Another thing which is very common in Israel is the awareness of the consumers. The consumers in Israel have great awareness to the quality of the food that they consume, to the food that they buy and eat. So the vendors or the distributors and the farmers that grow those crops, they pay great attention to how the vegetables look, the taste, the price. So we always want the consumer to be happy. Therefore, it's always important to invest a lot of efforts in creating good and high quality crops, high quality plant products, etc. Yeah. The other thing is, of course, the technology. We have very high level technology in all the matters that has to do with agriculture. In Vietnam, we have some certificate that you make a product, you produce some product, so you need to certificate to export to. Yes, of course. Yeah. So yes. Which is in Israel? Which is that? Yes. So in Israel, we have basically a few units under the MARD, the Ministry of Agriculture and Rural Development. Yeah. One of them is the PPIS, which is the Plant PPIS, Plant Protection Inspection Services. Their responsibility is actually to take care that the product that is being marketed to the public is clean and safety. So they check that this product does not contain any pesticide residues. Yeah. So, you know, there is a certain law in Israel that says that a week before harvesting the plant, you cannot use pesticides, okay? Yeah. You cannot use it. Also, we have certain rules regarding the water that are being used for agriculture. Mm-hmm. You cannot use dirty water. You only need to use specific water, so the quality of the product will remain very, very good and very, very high. Yeah. So this is one unit, and here I'm talking about plant protection, you know, plant product. Other unit belongs to the veterinary services. You know, if we're talking about processed meat, poultry, this unit that belong to the Ministry of Agriculture as well, make sure that the meat is in a high quality and it is safety. So they make sure that there aren't any metals or hormones or things like that. And if they find something which is wrong and prohibited to market to the public, so they will inspect where this thing came from, if we find metal or hormone, for example. And they go back in the chain to make sure if the farmer is to blame, or maybe the food that this animal used before that. Chúng ta đã gặp rất là nhiều khó khăn trong việc xây dựng cái
thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam cũng như là cái lòng tin của người sử dụng sản phẩm. Vậy thì theo chị rằng là những cái yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến cái việc xây dựng thương hiệu cho nông sản của Việt Nam ạ? Thực ra thì nói là Việt Nam chưa xây dựng các cái tiêu chí thì cũng chưa hoàn toàn đúng, bởi vì hiện nay tôi biết là cái Việt Gáp, tức là cái cũng là một trong những cái tiêu chí để đưa ra để đánh giá đối với các sản phẩm nông sản. Chúng ta cũng có HACCP, tức là chúng ta cũng có các quy chuẩn. Tuy nhiên những quy chuẩn đấy thì hiện nay quả thật là cũng chưa được đối tác, tức là các cái đơn vị nhập khẩu họ đánh giá cao. Và chính vì vậy mà rất là nhiều các đơn vị mà tôi được biết khi tôi nghiên cứu là họ phải tìm đến các nhà đánh giá nước ngoài, tức là các cái đơn vị đánh giá từ nước ngoài vào Việt Nam và đánh giá cái quy trình sản xuất của họ. Và họ phải lấy một cái xác nhận, tức là lấy một cái chứng nhận là Global Gap, tức là để đạt được tiêu chí khi xuất khẩu thì chứng nhận Việt Gap là chưa đủ. Ngoài các yếu tố để mà có thể xây dựng được thương hiệu nông sản Việt Nam thì cần rất là nhiều cái sự trợ giúp từ phía chính phủ. Vì sao? Vì chính phủ chính là người điều phối được cái sản phẩm. Một điều mà tôi cũng rất là muốn nhấn mạnh ở đây, đó là cái vai trò của những nhà làm truyền thông, đặc biệt là vai trò của các nhà báo. Họ chính là tiếng nói của, là đại diện, là tiếng nói cho người nông dân, cho các đơn vị kinh doanh. Một cái yếu tố nữa mà tôi muốn đề cập ở đây, đó chính là nó phải xây dựng được một cái thông điệp. Việt Nam hiện nay chưa hề có một thông điệp nào trong cái thương hiệu nông sản. Tôi lấy ví dụ như cái việc xây dựng thương hiệu của Nhật Bản cho một sản phẩm dưa lưới, nó có tên là Yubaking. Cái dưa lưới đấy, nó hiện nay nó đang đắt nhất trên thế giới. Bạn mua một cái quả dưa đấy với giá 1-2.000 đô la, thậm chí còn đắt hơn. Tức là nó được xây dựng bởi một câu chuyện. Cái Yubaking đấy, họ được sản xuất tại một cái vùng cũng rất là nhỏ của Nhật Bản, và đất đai không hề màu mỡ một chút nào. Nhưng sau rất là nhiều lần, những người nông dân ở đó họ chỉ lựa chọn những sản phẩm tốt nhất để bán ra thị trường. Họ hủy tất cả những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn. Và những cái sản phẩm tốt nhất đấy dần dần lại được tốt hơn nữa và tốt hơn nữa. Qua rất là nhiều năm lựa chọn, đến bây giờ họ đã đứng vững và ở vị trí số 1 trên thị trường thế giới. Đấy là cách làm thương hiệu, và đấy là cách mà chúng ta phải tìm ra những điểm mạnh, tìm ra những sản phẩm đặc trưng của Việt Nam, chúng ta đẩy mạnh nó, chúng ta khoanh vùng nó, chúng ta sản xuất nó và đạt đến những cái tiêu chí của thế giới. So now the questions for you. So how has the Israeli embassy in Vietnam worked to connect the agricultural industry of the two countries, Vietnam and Israel? And in the future, how will the two countries work together in this field? Okay, so first of all, agriculture between Israel and Vietnam bilateral relations was always, I think, first or second on the agenda. We always try to remove the barriers. Sometimes it's more difficult, sometimes less. I can tell you that a few months ago, we have started to negotiate on the FTA agreement, free trade agreement. We have another field, which is training. Every year we send hundreds of Vietnamese to Israel to study in our training programs in agriculture. They learn from our farmers, they learn how to use our technologies, and then to implement them on the field when they return to Vietnam. So every year we have something like 700 Vietnamese that come to Israel. Not just in this level, also high-level delegations that come from Vietnam to Israel. They focus on technologies and agriculture. This is the G2G, you know, government to government, but also, of course, in the field of B2B, which is business to business. Israeli companies in the field of agriculture are very active in Vietnam, if I'm talking about drip irrigation, dairy farming, and of course other. They're very active here and they're very willing to work with Vietnamese. And of course, we always welcome Vietnamese products to Israel as well. So it works in both ways, of course. And in the future, we just keep, we hope to keep doing the good job that has been done so far. And we really appreciate Vietnam in this matter. Một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham dự với ASEAN Cộng ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn sinh viên. Và bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung tiếp theo của chương trình.